Trận đấu quyết định ngôi nhất nhì tại ASEAN 2022 giữa Việt Nam và Indonesia đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Đằng sau những chiến thắng đầy ấn tượng của đội cầu mây nữ Việt Nam, có một chiến thuật kỹ lưỡng và toan tính từ ban huấn luyện. Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Indonesia, đội Việt Nam đã chọn giấu bài và không tung ra hàng chắn ba người. Họ cũng không để cho Trần Thị Ngọc Yến, một tài năng trẻ mới 19 tuổi, phát cầu. Huấn luyện viên Trần Thị Vui đặt niềm tin vào Yến. Dù cô phải thực hiện cả việc phát cầu và tham gia vào tấn công, Yến, với chiều cao ấn tượng 1,72m, đã đánh bại áp lực và thể hiện sự nhanh nhạy của mình. Tuy Yến còn rất trẻ và có thể có tâm lý không ổn định, nhưng sự hỗ trợ và chỉ đạo của ban huấn luyện đã giúp cô tỏa sáng. Họ đã thúc đẩy tinh thần của tất cả các vận động viên và tạo ra một không khí tích cực, giúp đội cầu mây nữ Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN 2022. Trong trận chung kết gặp Indonesia, đội Việt Nam đã đối mặt với sự căng thẳng khi thua set 1 với tỷ số 21-18. Tuy nhiên, họ đã thể hiện bản lĩnh và kiên nhẫn, dẫn trước trong set thứ 2, nhưng bị đối thủ gỡ hòa 15-15 và sau đó 18-18. Nhưng nhờ vào sự tập trung và quyết tâm, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành liền 3 điểm cuối cùng để kết thúc set đấu với tỷ số 21-18. Chiến thắng này thể hiện rõ sự tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của đội cầu mây nữ Việt Nam tại ASEAN 2022. Trận đấu quyết định ngôi nhất nhì tại ASEAN 2022 giữa Việt Nam và Indonesia đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Đằng sau những chiến thắng đầy ấn tượng của đội cầu mây nữ Việt Nam, có một chiến thuật kỹ lưỡng và toan tính từ ban huấn luyện. Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Indonesia, đội Việt Nam đã chọn giấu bài và không tung ra hàng chắn ba người. Họ cũng không để cho Trần Thị Ngọc Yến, một tài năng trẻ mới 19 tuổi, phát cầu. Huấn luyện viên Trần Thị Vui đặt niềm tin vào Yến, dù cô phải thực hiện cả việc phát cầu và tham gia vào tấn công. Yến, với chiều cao ấn tượng 1,72m, đã đánh bại áp lực và thể hiện sự nhanh nhạy của mình. Tuy Yến còn rất trẻ và có thể có tâm lý không ổn định, nhưng sự hỗ trợ và chỉ đạo của ban huấn luyện đã giúp cô tỏa sáng. Họ đã thúc đẩy tinh thần của tất cả các vận động viên và tạo ra một không khí tích cực, giúp đội cầu mây nữ Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN 2022. Trong trận chung kết gặp Indonesia, đội Việt Nam đã đối mặt với sự căng thẳng khi thua set 1 với tỷ số 21-18. Tuy nhiên, họ đã thể hiện bản lĩnh và kiên nhẫn, dẫn trước trong set thứ 2, nhưng bị đối thủ gỡ hòa 15-15 và sau đó 18-18. Nhưng nhờ vào sự tập trung và quyết tâm, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành liền 3 điểm cuối cùng để kết thúc set đấu với tỷ số 21-18. Chiến thắng này thể hiện rõ sự tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của đội cầu mây nữ Việt Nam tại ASEAN 2022.